Tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt đã gắn bó với trò chơi dân gian như một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần, tạo nên sợi dây gắn kết mọi người với quê hương. Có thể nói trò chơi dân gian có một vị trí khá quan trọng, góp phần tạo nên diện mạo văn hóa truyền thống của mảnh đất hình chữ S. Trò chơi dân gian mang tính lành mạnh, rèn luyện thể lực, kích thích sự thông minh, tài khéo léo của con người, mang tính cộng đồng cao, lôi cuốn mọi người cùng chơi và ai cũng có thể tham gia. Với cách chơi đơn giản, dựa trên những gì có sẵn, không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị, chỉ đơn giản là những viên đá cuội, những đường kẻ vẽ ra nền nhà nền đất là tổ chức được một trò chơi vô cùng hấp dẫn. Và Ô Ăn Quan là như vậy, Ô Ăn Quan đã ra đời, phát triển và tồn tại gần 1.000 năm qua. Có thể nó được lấy cảm hứng từ những cánh đồng lúa nước ở nơi đây. Ô Ăn Quan đã từng phổ biến ở khắp ba miền Bắc Trung Nam của Việt Nam. Xưa kia, cho dù ở không gian nào cũng như bất kỳ thời gian nào, trò chơi dân gian Ô Ăn Quan luôn có sự hấp dẫn mãnh liệt, mang đậm tính cách con người Việt. Ô Ăn Quan không chỉ gắn kết các thế hệ trong gia đình mà còn là trò chơi không thể quên khi ta ở tuổi nhớ nhớ quên quên. Đôi lúc Ô Ăn Quan rất thơ mộng trong tình yêu, và Ô Ăn Quan cũng thật vui trong bóng râm lũy che làng, trên con đường làng. Ô Ăn Quan thật sôi động trong sân nhà hay trên hè phố. Và Ô Ăn Quan không thể thiếu trong nhà chùa, trong các lễ hội và trò chơi dân gian. Ô Ăn Quan thật lôi cuốn tại sân chơi, trong các trường học. Ô Ăn Quan lôi cuốn không ít các bạn thanh niên. Trở về với thực tại thì Ô Ăn Quan đã mất hút trong sự tiếc nuối của những người yêu truyền thống văn hóa Việt. Chúng ta không còn nhìn thấy những hình ảnh tiếng trẻ con hò reo, cười khúc khích trong các ngõ xóm, hình ảnh các em học sinh tụ năm tụ ba cùng chơi trò chơi Ô Ăn Quan vào những giờ nghỉ giải lao. Thay vào đó là các trò chơi công nghệ mới được du nhập không phù hợp với văn hóa thể chất của con người Việt, ảnh hưởng rất lớn đến thị lực và sức khỏe của trẻ em. Với nhận định, Ô Ăn Quan, trò chơi dân gian Việt Nam có giá trị rất lớn cho sự phát triển giao tiếp, nhận thức và tư duy của con trẻ. Bằng sự tâm huyết, Nhật Nam đã nghiên cứu sáng tạo và thổi hồn mới cho trò chơi Ô Ăn Quan, nhằm góp phần phát triển giao tiếp, tư duy, vui chơi tập thể của con trẻ qua trò chơi. Chúng ta hãy cùng khám phá sự đặc biệt và hấp dẫn của mẫu thiết kế mới của Nhật Nam. Thiết kế mới về quân, quan và dân trước kia được sử dụng bằng sỏi, đá, hạt. Này được nghiên cứu và chế tạo bằng nhựa hình tròn, với cạnh được bo tròn nên dễ dàng và an toàn hơn khi cầm nắm, giải quân trong khi chơi. Màu sắc và hình ảnh mới về quân, quan và dân được thiết kế với hình mặt sinh động và được sử dụng hình nền với màu sắc khác nhau, giúp cho việc bố trí quân của mỗi bên chơi theo màu sắc khác nhau, tạo nên sự hấp dẫn và lôi cuốn của trò chơi. Thiết kế mới về bàn chơi. Bàn chơi trước khi được người chơi vẽ trực tiếp xuống nền đất, vỉa hè, lên giấy, nay được sử dụng bằng vật liệu, vải bạt nhựa và in ấn phối màu với nhiều màu sắc, cho người chơi có thể lựa chọn theo gam màu mình ưa thích. Sáng tạo cho nhiều người cùng chơi. Với mong muốn tạo thêm sự hòa nhập cho nhiều người, thêm nhiều bạn bè, thêm các thành viên trong gia đình cùng tham gia, Nhật Nam đã sáng tạo ra bàn chơi dành cho 3 người và 4 người chơi. Bàn cho 3 và 4 người chơi được nghiên cứu và thiết kế phù hợp để những người cùng chơi có thể di chuyển quân dễ dàng trong sải cánh tay. Bàn chơi có thể lau chùi và cuộn lại khi không sử dụng. Bàn chơi sử dụng bằng vật liệu vải bạt nhựa, không gây độc hại cho trẻ em. Mép bàn chơi được may gia công và các góc được tán đai, góc bảo vệ. Bàn chơi có thể chịu lực kéo, nước và cuộn lại khi không sử dụng. Ở bất kỳ nơi đâu, trò chơi dân gian Ô Ăn Quan luôn hấp dẫn mọi lứa tuổi, và hy vọng rằng với sản phẩm tâm huyết của Nhật Nam đã sáng tạo nên, Ô Ăn Quan sẽ được lưu truyền mãi trong tuổi thơ của trẻ em Việt Nam.